Thầy xin chào tất cả các em học sinh khối lớp 10. Các em thân mến, trong video trước nói về mạch kiến thức, một số yếu tố thống kê và xác suất, thầy đã trình bày bài học số 1, số gần đúng, sai số. Ở video này, thầy sẽ trình bày bài tập của bài học số gần đúng, sai số. Trước tiên, chúng ta cùng tìm hiểu về bài tập 1. Quy tròn số -3,2475 đến hàng phần trăm, số gần đúng nhận được có độ chính xác là bao nhiêu? Các em cùng quan sát thầy trình bày bài tập 1 như sau. Chúng ta thấy chữ số ở hàng phần trăm là chữ số 4, chữ số đứng đằng sau là chữ số 7, là một số lớn hơn 5, cho nên chúng ta có số quy tròn đến hàng phần trăm của số -3,2475 là số -3,25. Tiếp theo ta lý luận, ta có -3,25 nhỏ hơn -3,2475 nhỏ hơn -3,247. Từ đây thì chúng ta suy ra giá trị tuyệt đối của -3,2475 trừ đi -3,25 sẽ nhỏ hơn 0,003. Có nghĩa là -3,25 là số gần đúng của số -3,2475 với độ chính xác D bằng 0,003. Tiếp theo, chúng ta làm bài tập 2. Viết số quy tròn của mỗi số sau với độ chính xác D. Số 28,4156 với D bằng 0,001. Số 1,7320508 với D bằng 0,0001. Các em quan sát thầy trình bày bài tập 2. Ý A, trước tiên thì chúng ta có độ chính xác D bằng 0,001. Độ chính xác này sẽ nhỏ hơn 0,005, là nửa đơn vị của hàng phần trăm. Cho nên chúng ta sẽ quy tròn số 28,4156 đến hàng phần trăm. Vậy số quy tròn của số 28,4156 với độ chính xác D bằng 0,001 sẽ là số 28,42. Ý B, chúng ta làm hoàn toàn tương tự. Ta có độ chính xác D bằng 0,0001 nhỏ hơn 0,0005, là nửa đơn vị của hàng phần nghìn. Cho nên chúng ta sẽ quy tròn số đã cho đến hàng phần nghìn. Như vậy chúng ta có kết luận số quy tròn của số 1,7320508 với độ chính xác D bằng 0,0001 sẽ là số, chúng ta thấy chữ số hàng phần nghìn là chữ số 2, chữ số đứng đằng sau nhỏ hơn 5. Như vậy nó sẽ là số 1,732. Tiếp theo, chúng ta làm bài tập 3. Biết căn 2 là một số thập phân vô hạn không tuần hoàn bằng 1,414213562327, vân vân. Viết số gần đúng của căn 2 theo nguyên tắc quy tròn lần lượt với 2, 3, 4 chữ số thập phân và ước lượng sai số tuyệt đối. Thầy trình bày bài tập 3 như sau. Trước tiên chúng ta viết số gần đúng của căn 2, quy tròn đến 2 chữ số thập phân. Số gần đúng đến 2 chữ số thập phân của căn 2 là số, thì chúng ta thấy chữ số thập phân thứ 2 là số 1, chữ số đứng đằng sau là chữ số 4, nhỏ hơn 5. Như vậy,
Số quy tròn đến hai chữ số thập phân là số 1,41. Tiếp theo chúng ta ước lượng sai số tuyệt đối. Ta có 1,41 nhỏ hơn số đúng căn 2, nhỏ hơn 1,415. Từ đây thì chúng ta suy ra trị tuyệt đối của số đúng căn 2 mà trừ đi 1,41 sẽ nhỏ hơn 1,415 mà trừ đi 1,41 bằng 0,005. Như vậy ta có kết luận 1,41 là số gần đúng của căn 2 với sai số tuyệt đối không vượt quá 0,005. Một cách hoàn toàn tương tự, chúng ta có số gần đúng đến 3 chữ số thập phân của số căn 2 là số 1,414. Chúng ta ước lượng sai số tuyệt đối như sau. Ta có 1,414 nhỏ hơn số đúng căn 2, nhỏ hơn 1,4143. Từ đây thì chúng ta suy ra giá trị tuyệt đối của số đúng căn 2 trừ đi 1,414 sẽ nhỏ hơn 1,4143 trừ đi 1,414. Tức là chúng ta có trị tuyệt đối của căn 2 trừ 1,414 nhỏ hơn 0,0003. Như vậy, 1,414 là số gần đúng của căn 2 với sai số tuyệt đối không vượt quá 0,0003. Tiếp theo, chúng ta viết số gần đúng của căn 2 quy tròn đến 4 chữ số thập phân. Ở đây chúng ta có chữ số thập phân thứ tư là 2, chữ số đứng đằng sau là số 1. Như vậy, số gần đúng đến 4 chữ số thập phân của số căn 2 sẽ là số 1,4142. Ước lượng sai số tuyệt đối thì chúng ta có 1,4142 sẽ nhỏ hơn số đúng căn 2 và nhỏ hơn 1,41422. Từ đây thì chúng ta suy ra trị tuyệt đối của số đúng căn 2 mà trừ đi 1,4142 sẽ nhỏ hơn 0,00002. Có nghĩa là 1,4142 là số gần đúng của căn 2 với sai số tuyệt đối không vượt quá 0,00002. Tiếp theo, chúng ta làm bài tập 4. Ta đã biết một in là 2,54 cm. Màn hình của một chiếc TV có dạng hình chữ nhật với độ dài đường chéo là 32 in. Tỷ số giữa chiều dài và chiều rộng của màn hình là 16/9. Tìm một giá trị gần đúng tính theo đơn vị là in của chiều dài TV và tìm sai số tuyệt đối, độ chính xác của số gần đúng đó. Các em quan sát thầy trình bày bài tập 4. Trước tiên thầy minh họa màn hình TV có độ dài đường chéo là 32 in. Theo bài cho thì tỷ số giữa chiều dài và chiều rộng của màn hình là 16/9. Và yêu cầu chúng ta tính một giá trị gần đúng của chiều dài theo đơn vị là in, sau đó ước lượng sai số tuyệt đối, độ chính xác của số gần đúng. Như vậy ở đây thông số là 1 in bằng 2,54 cm, họ cho để chúng ta tham khảo. Để dễ trình bày thì chúng ta sẽ gọi x là chiều dài của TV. Khi đó thì chúng ta có tỷ lệ chiều dài chia chiều rộng bằng 16/9. Từ đây thì chúng ta rút ra chiều rộng của TV sẽ là 9x chia cho 16. Tiếp theo thì chúng ta có đường chéo của hình chữ nhật sẽ chia hình chữ nhật ra thành hai tam giác vuông bằng nhau. Và áp dụng định lý Pythagore thì chúng ta sẽ có được x bình cộng 9x chia 16 tất cả bình
bằng 32 bình. Từ đây thì chúng ta rút ra được 337x bình chia cho 256 sẽ bằng 32 bình. Và x bình sẽ bằng 32 bình nhân 256 chia cho 337. Từ đó tính toán chúng ta được x bằng số thập phân vô hạn không tuần hoàn 27,89041719, vân vân. Bây giờ, nếu chúng ta lấy giá trị gần đúng của chiều dài là 27,89 in, thì khi đó chúng ta sẽ có được sai số tuyệt đối của giá trị gần đúng này so với x là trị tuyệt đối của x trừ 27,89 sẽ bằng 0,00041719, vân vân. Giá trị này sẽ nhỏ hơn 0,0005. Có nghĩa là sai số tuyệt đối của số gần đúng 27,89 này không vượt quá 0,0005. Hay là chúng ta nói 27,89 in là chiều dài gần đúng của TV với độ chính xác D bằng 0,0005. Tiếp theo, chúng ta làm bài tập 5. Hãy tìm hiểu về khối lượng của trái đất, mặt trời và viết kết quả dưới dạng số gần đúng. Theo như thông tin thầy tìm hiểu được ở trên trang web wikipedia.org thì khối lượng gần đúng của trái đất là 5,9722 nhân 10 mũ 24 kg. Giá trị này bằng 5.972,2 tỷ tỷ tấn. Và khối lượng gần đúng của mặt trời bằng 1,99 nhân 10 mũ 30 kg. Giá trị này bằng 1,99 tỷ 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 tấn. Video này thầy xin tạm dừng tại đây. Và trong video tiếp theo của mạch kiến thức này, thầy sẽ trình bày bài học số 2, các số đặc trưng đo xu thế trung tâm của mẫu số liệu không ghép nhóm. Một lần nữa, thầy rất cảm ơn các bạn đã chú ý theo dõi video. Các bạn nhớ đăng ký kênh và bấm chuông thông báo để theo dõi video mới nhất từ kênh Toán học Đam mê. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn trong các video tiếp theo.